28 Hòa Thượng Giảng Giải vào tháng riêng năm 1983, hành giả vẫn còn dễ bị ma làm hại ngay cả sau khi đã tiêu trừ thọ ấm, tiêu dung được hết thảy các ấm, sắc thọ tưởng hành thức là một việc làm rất bình thường, đó không có nghĩa là hành giả thực sự có định lực và sẽ không bị ma làm hại nữa. Công phu của hành giả đã ở mức độ cao rồi, nhưng ngay cả khi công phu ở tầm mức cao như vậy vẫn có thể bị ma quấy phá tại sao vì vẫn còn nuôi dưỡng tâm tham ái vẫn còn tham có kiến thức tham có thần thông tham có sự cảm ứng tâm niệm tham lam đã mở cửa cho ma vào hành giả không thể nào có được sự tự tại thoát khỏi sự quấy phá của ma khi còn niệm tham ái